Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 19. Với câu số 19 của cô sẽ là câu về kiến thức về cụm từ. Nói chung là đi thi mà chúng ta gặp đồng nghĩa trái nghĩa với những phần cụm từ nhỉ. Thực ra lại bạn mình lại cảm thấy rất là thở phào nhẹ nhõm và rất là yên tâm. Bởi vì sao? Vì chúng ta có thể dùng ngữ cảnh của câu để đoán được. Vậy dịch là: cái tin đó khiến cho cô ta làm sao? Đến mức mà cô ta chẳng biết phải nói gì cả. Kiểu gì cũng phải nhìn thật kỹ với đằng sau, vì có với đằng sau nó sẽ là cái để giải thích cho cái cụm từ đằng trước này. Cái tin đó khiến cho cô ta làm sao đến mức mà cô ta không biết phải làm nói gì cả. Ý là khiến cho cô ta cảm thấy disappointed, thất vọng. Ý sai là khiến cho cô ta cảm thấy xấu hổ, khiến cho cô ta cảm thấy bối rối. Vậy đây, khiến cho cô ta cảm thấy tự hào. Vậy thì cô chọn được 19 là ý B. Sau 19 chuyển cho cô sang câu 20. Robot được sử dụng rộng rãi trong những ngành công nghiệp như cái công nghiệp chế tạo để mà thực hiện những cái nhiệm vụ có tính chất làm dặn lặp điệp lại. Vậy cô có từ perform nghĩa là thực hiện, ý đê từ carry off nghĩa là thành công, carry away đưa mọi thứ đi xa, carry on là tiếp tục. Vậy cô chọn được từ carry out nghĩa là tiến hành. Vậy đây thuộc kiến thức về phần cụm động từ. Giống như cái câu số 19 của cô là thuộc kiến thức về phần thành ngữ, thì câu 20 của cô thuộc kiến thức về phần cụm động từ. Đề này là đề cực kỳ chuẩn form. Nếu như các bạn muốn, tuần sau cô sẽ tiếp tục soạn tiếp. Nhưng bạn nhớ cho cô là khi mà cô đã soạn thì kiểu gì cô cũng phải làm cho đề nó khó hơn một xíu. Bởi vì thực ra là cô rất là thích, đúng không? Rất là thích các bạn phải hiểu sâu vấn đề để mà phòng trừ những cái trường hợp mà các bạn đi thi các bạn bị sai. Xong câu số 20 chuyển cho cô sang câu số 21. Câu số 21 cô có từ goal là mục đích. Bao giờ cái cụm danh từ mình cũng phải dịch từ cái danh từ đấy dịch ngược lại. Vậy dịch là mục đích lâu dài của tổ chức này là đạt được, đúng không ạ? Là đạt được cái vị trí vững chắc ở trong thị trường châu Âu, dịch như vậy nhé. Thì cô sẽ có cụm từ long term nghĩa là lâu dài. Ngược với từ lâu dài thì đương nhiên cô chọn được ý B, với từ short term là ngắn hạn rồi. Đây của cô lại liên quan đến cả phần từ ghép nữa này. Sau 21 chuyển cho cô sang câu 22. Bác sĩ nói rằng cô ấy đã phục hồi rất là tốt. Make a good recovery, phục hồi, bình phục, cả một cụm từ nhé. Và cô ấy, đúng không ạ, lên làm sao, chỉ lên làm sao hoạt động trở lại trong khoảng một vài ngày tới, trong một thời gian vài ngày tới nữa. Vậy cô có cụm từ out and about, nghĩa là hoạt động trở lại. Vậy ngược với từ hoạt động trở lại thì cô sẽ có từ inactive, không hoạt động. Xong câu số 22 chuyển cho cô sang câu số 23. Câu số 23 của chúng ta thuộc bài tập đọc điền. Với bài tập đọc điền này của chúng ta thì tương đối dễ, đúng không ạ? Tương đối dễ, bạn sẽ xem cho cô như sau. Câu số 23 của cô là bốn đáp án là trạng từ thuộc câu về từ vựng. Ý A từ possible, từ đấy của chúng ta nghĩa là, từ đấy của chúng ta nghĩa là có thể nhưng mà không chắc. Này, ý B của chúng ta với từ likely là có thể, có khả năng xảy ra. Surely là chắc chắn và easily là dễ dàng. Vậy thì với câu số 23 mình sẽ dịch câu này như sau. Vì từ vựng thì mình bắt buộc phải dịch thôi, đúng không ạ? Dịch là hiện tượng El Niño đó là một cái hiện tượng về thời tiết mà nó có thể dẫn đến những cái vụ làm sao hạn hán nghiêm trọng, những cái vụ nặng lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng có thể sẽ thường hay xuất hiện vào mùa xuân. Nhưng mà cái mức độ nguy hiểm của nó tới đâu, gây hại của nó tới đâu thì vẫn chưa rõ ràng. Đấy là theo phát ngôn của đấy chính là theo phát ngôn của những nhà của người dự báo thời tiết của chính phủ Mỹ cho biết vào tuần trước. Vậy thì với câu số 23 bạn căn cứ cho cô bằng y này, căn cứ bằng to return này, thì cô sẽ có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc to be like to do something, có thể làm gì nhá. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 23 của chúng ta, đáp án sẽ là ý B. Xong câu số 23 chuyển cho cô sang câu 24. Với câu 24 thì nhìn cho cô vào bốn đáp án, cô có từ thúc, từ đứt, từ gót và từ mệt. Vậy thì câu này của cô sẽ là câu về phần cụm động từ rồi, chắc chắn nó không phải là từ vựng. Nếu các bạn đã xem nhiều các video của cô, học sinh trong khóa của cô đến giờ phút này gọi là bội thực về đề rồi, đúng không ạ? Thì bạn sẽ thấy là cô có nói với các bạn là những cái từ nó đơn giản như này phải nghĩ ngay đến là cụm động từ. Chứ còn nếu mà về từ vựng thì không bao giờ người ta kiểm tra em mấy cái từ đơn giản như này cả. Thì với câu số 24, em xem cho cô xem ở vị trí này em có thể liên hệ đến cái cụm từ gì. Thì em phải căn cứ cho cô bằng từ prediction. Nếu căn cứ bằng prediction, cô sẽ dùng được động từ đó là cụm từ make prediction. Có những cái dự đoán. Vậy đương nhiên cô dễ dàng chọn được câu 24, đáp án là ý D. Câu này dịch như sau, đó là những cái nhà dự báo thời tiết tại cái cơ quan khí quyển và đại dương học quốc gia đã đưa ra những cái dự đoán dựa trên những cái bài đọc, đúng không ạ? Về cái hiện tượng mà nước biển nóng hơn ở Thái Bình Dương. Như vậy thì cô sẽ chọn được câu số 24, đáp án của cô sẽ là ý D. Xong câu số 24 chuyển cho cô sang câu số 25. Câu 25 của chúng ta thuộc kiến thức về liên từ. Đề mặc dù khó nhưng mà vẫn đề cực kỳ chuẩn form.
Với câu biến lên từ thì bạn xem cho cô câu này như sau. When là khi, if là như, although mặc dù, and là trừ khi. Vậy dịch câu này như sau. Vào thời điểm này, lẽ là quá sớm để mà dự đoán xem liệu cái hiện tượng El Nino này có thể phát triển, đúng không ạ? Dọc theo cái đường giống như là cái giai đoạn 1997, 1998 hay không? Chợ hay là nó sẽ yếu hơn? Vậy thì câu này căn cứ bằng từ có hay là không, dự đoán là có hay là không. Vậy thì cô nghĩ ngay đến dùng từ if, vì trong trường hợp đấy if sẽ bằng với whether, có hay là không. Đó, đằng sau nó có o. Xong câu 26, 25 chuyển được cô sang câu 26. 26 của chúng ta với phần cụm từ, à với phần từ loại. Đó, để chuẩn form không ạ? Thì cô sẽ có là với phần từ loại thì bạn sẽ căn cứ cho cô như sau. Nhìn cho cô vị trí này trước, căn cứ bằng từ warm là danh từ. Trước danh từ cô cần một tính từ thì cô sẽ bỏ được đáp án ý D, đuôi I, T, I là đuôi của danh từ. Cô bỏ tiếp được ý C, anh này cũng là danh từ, vậy cô còn ý A và ý B. Ý A và ý B của cô đều là tính từ nhưng nó khác nhau. Ý A của cô tính từ đấy từ abnormal, tiếng nghĩa là bất thường, thế còn ý B từ nó là bình thường, vậy về nghĩa của nó khác nhau nhé, nghĩa của nó đối nhau. Vậy El Nino tên của nó theo tiếng Tây Ban Nha tức là một cái cậu bé, đúng không ạ? Đó là một cái hiện tượng nước biển nóng lên một cách bất thường. Nhưng chắc chắn là phải là bất thường chứ không phải bình thường rồi. Vậy thì 26 cô chọn được ý A. Câu 27 của cô thuộc kiến thức về giới từ. Nếu nó là kiến thức về giới từ thì bạn phải căn cứ cho cô vào cái cụm từ trong câu. Thì cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có như sau này. First report. Đọc cho cô, dịch cho cô từ đây trở đi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có là một cái báo cáo, đúng không ạ? Cái người đầu tiên mà báo cáo, nhớ. Gì là cái báo cáo đầu tiên bởi một cái ngư dân người Latin, người Mỹ Latin, đúng không ạ? Thì làm sao cái tên này được đặt theo cái tên của con của Chúa? Bởi vì làm sao? Bởi vì cái hiện tượng El Nino này thường diễn ra vào cái khoảng Giáng sinh, vào dịp Giáng sinh, vào cái khoảng đó, trong cái khoảng đấy thôi. Thì cô sẽ không dùng, mà bình thường Christmas sẽ đi giấy từ ất, vậy nó không có ất được thì không chọn in, không chọn on được. Bây giờ còn around và about thì cô sẽ có cụm từ around Christmas, quanh cái khoảng đó, cô chọn được 27 ý A. Xong câu 27 chuyển cho cô sang câu 28. Câu 28 của cô phần xử lỗi sai. Nếu đề chuẩn như đề minh họa thì nó sẽ có một câu về thì, có một câu về bị động và có một câu sai về cách dùng từ. Đây là cái đề mà cô soạn nên là cô soạn rất chuẩn, đảm bảo chuẩn form như vậy. Sai về cách dùng từ. Đó. Nếu các bạn không ngại khó tuần sau cô sẽ soạn tiếp. Còn nếu các bạn ngại khó thì cô sẽ dùng đề thi thử của các trường. Cô sẽ có như sau, trong khoảng, đúng ạ, trong khoảng một vài năm qua. Đấy, căn cứ cho cô bằng từ over the past in a half. Trong khoảng làm sao? Khoảng một vài năm qua thì vậy thì căn cứ bằng over trong ấy bằng for thôi. Nếu căn cứ bằng for thì ý C của cô sai, nó không dùng thì quá khứ đơn mà phải dùng hiện tại hoàn thành. Vậy sửa cho cô câu đấy thành has accomplished. Xong câu số 28 chuyển cho cô sang câu 29. Khi mà sơn màu vàng được trộn với vân màu xanh thì nó tạo thành, thì nó sẽ tạo thành cái màu green. Khi mà màu vàng được trộn với màu xanh da trời, đúng không? Thì nó sẽ tạo thành màu xanh lá cây. Vậy nó sẽ tạo thành chứ không phải nó bị tạo thành, nên ý D của cô sai. Câu này không cần chia ở bị động, đổi cho cô thành từ produce thế này thôi nhá. Xong câu 29 chuyển cho cô sang câu 30. Rõ ràng rằng một máy tính có thể làm được tất cả những công việc khó, những cái công việc làm sao mà nó phải đòi hỏi đến cái việc xử lý một cái số lượng lớn dữ liệu. Vậy thì cô sẽ có từ proceeding của chúng ta, nghĩa là diễn tiếp, lớn là tiếp diễn. Vậy cô sẽ không cần dùng, cô không dùng từ tiếp diễn ở đây mà cô cần một từ là xử lý dữ liệu cơ. Thì nó không dùng từ proceeding mà nó sẽ dùng từ processing. Chợ processing data, xử lý dữ liệu. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 30 của cô là ý C, sửa từ proceeding thành từ processing. Xong câu số 30. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa lên câu số 30 rồi. Còn phần bài đọc này thì cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn vào phần video tiếp theo nhé.